Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Ninh Bình, 30 tháng 6 năm 1954, 30 tháng 6 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Ninh Bình, đại biểu các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các xã, phường, các chức sắc tôn giáo và các công dân tiêu biểu của thành phố. Diễn văn kỷ niệm của đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình Đinh Văn Tiên khẳng định, thành phố Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, gắn liền với núi Thúy sông Vân, cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến. Trong suốt chặng đường lịch sử, thành phố Ninh Bình đã trở thành một trong những vùng đất trọng yếu, then chốt trong thế trận quân sự của đất nước và trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là trung tâm giao thương quan trọng của vùng. Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thị xã Ninh Bình cùng với đồng bào chiến sĩ cả nước đã dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập và quyền tự do của dân tộc. Năm 1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, quân và dân thị xã Ninh Bình cùng với nhân dân toàn tỉnh đã chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi trên tất cả các mặt trận. Ngày 30 tháng 6 năm 1954, thị xã Ninh Bình được hoàn toàn giải phóng. 70 năm qua, cả trong chiến đấu và trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Bình, nay là thành phố Ninh Bình, đã luôn đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển thành phố Ninh Bình về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sự đổi thay vượt bậc, phát triển toàn diện, văn minh, là trung tâm du lịch, dịch vụ, văn hóa, lịch sử cấp quốc gia và có ý nghĩa quốc tế, là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cả tỉnh. Từ một thị xã với quy mô diện tích nhỏ bé, dân số ít, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu kém phát triển, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, hầu hết là nhà cấp 4 tạm bợ. Vệ sinh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng từ khói bụi của lò vôi, khói nhà máy điện. Đến nay, đã trở thành một thành phố văn minh hiện đại, đã được công nhận là đô thị loại 2 và cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1. Đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2021. Và 3 xã còn lại đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trở thành phường. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ hiện đại, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của thành phố đạt 72 triệu đồng trên một người một năm, cao nhất cả tỉnh và cũng là mức cao của cả nước. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng các cấp có nhiều đổi mới. Với những thành tựu, kết quả đã đạt được hết sức to lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Độc lập hạng ba. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong niềm vui, phấn khởi, tự hào kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Ninh Bình, đại biểu, nguyên lãnh đạo thành phố và đại diện thế hệ trẻ đã thể hiện quyết tâm, khát vọng, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, là địa phương đi đầu, một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao với du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước.
Nhân dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng thành phố Ninh Bình đã được vinh danh, công nhận danh hiệu công dân thành phố tiêu biểu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những thành tích rất tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình đã đạt được trong tiến trình xây dựng và phát triển sau 70 năm giải phóng, gần 40 năm đổi mới đất nước và 32 năm tái lập tỉnh, tạo nền tảng quan trọng vững chắc để hướng tới tương lai, hợp nhất với huyện Hoa Lư để trở thành thành phố Hoa Lư, là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và là hạt nhân để xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí, và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, theo đúng quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian tới, cùng với xu thế của thời đại để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo, nổi trội, đặc sắc riêng có, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo đúng định hướng, thực hiện quy hoạch tỉnh và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ được hợp nhất trở thành thành phố mới, xứng với tầm vóc, vai trò, chức năng, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí và khát vọng của con người vùng đất cố đô, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư hiện nay cũng là của thành phố Hoa Lư trong tương lai, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trước hết, tập trung thực hiện hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần nghị quyết số 16 ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, khẩn trương hoàn thành chương trình phát triển đô thị thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2040 và đề án phân loại đô thị thành phố Hoa Lư trong tương lai, nhằm đánh giá hiện trạng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển, triển khai tổ chức thực hiện công tác đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí để thực hiện các thủ tục, sớm đề xuất các cơ quan có thẩm quyền công nhận đô thị sau hợp nhất là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, định hình cho sự phát triển đô thị trung tâm tỉnh Ninh Bình trong tương lai. Thứ hai, chủ động đi trước một bước, tập trung xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, các quy định về quản lý trật tự xây dựng phát triển đô thị để làm cơ sở quản lý phát triển thành phố Hoa Lư trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến hết năm 2024. Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, hướng tới đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ ba, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí và khát vọng của con người vùng đất cố đô, quyết tâm nỗ lực xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai, xứng tầm với tầm vóc, vị thế, vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố trực thuộc Trung ương, là đơn vị đi đầu, một trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của tỉnh và của cả nước. Phát huy sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị đi đầu đưa phát thải khí nhà kính về mức không của cả nước ta. Thứ tư, căn cứ quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch có liên quan, tập trung định hướng phát triển cho từng vùng, từng địa phương với tầm nhìn chiến lược dài hạn, đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng lợi thế riêng có, huy động được tối đa các nguồn lực để phát triển bền vững, phát triển đô thị đồng bộ hài hòa theo đúng định hướng phát triển của tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình hạ tầng khung của đô thị với tầm nhìn dài hạn, nhất là hạ tầng kết cấu đồng bộ với hạ tầng giao thông chiến lược của quốc gia, của tỉnh. Các công trình tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc đa mục tiêu, vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử cảnh quan và môi trường, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch và dịch vụ. Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời ngay tại cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng và phát triển thành phố ngày càng phát triển trở thành thành phố du lịch, lịch sử, văn minh và hiện đại. Thứ sáu, cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, dứt điểm, dám nghĩ, dám làm trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp với xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với truyền thống anh dũng kiên cường trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu to lớn đã đạt được 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới, xây dựng thành phố trung tâm của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Ninh Bình là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, tự hào về truyền thống của các thế hệ cha ông đã dành biết bao công sức, trí tuệ, tâm huyết để dựng xây nên thành phố Ninh Bình tươi đẹp hôm nay. Đây cũng là cột mốc quan trọng, động lực to lớn để thành phố cùng thắp lên niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết, khởi dậy khát vọng phát triển cho các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng quyết tâm nỗ lực xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai, xứng tầm với tầm vóc, vị thế, vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố trực thuộc Trung ương.